Ủa ngoài kia nãy em mới mua dưa hấu kìa. Được, nhìn ngon lắm luôn á. Có 7.000 ký à. Rẻ ra chưa? Chưa, còn trên xe kìa. Rồi nhìn nó chắc lắm. Chị là chị mua cái dưa mà chị biết mà. Vậy hả? Chứ dưa làm sao mới ngon? Dưa mình gọi dưa dai lông heo mới dưa ngon. Còn loại dưa đó là ăn dở cái nước không à. Mà ăn nó dưa. Nước là nhất. Tao không biết đường tao mua về. Tao biết nãy 27.000 ký mua. Trời quốc. Quốc 2 trái 60.000. Khi nãy là thà là tôi mua khi mắc một xíu nữa mình. Chừng nào có nữa là cô không biết luôn đó. Sao hôm nãy mới đi chợ mua 2 khẩu trang vải nè. Chứ giờ hết khẩu trang biết mua đâu giờ. Thì là hồng quang thì tao mua không có, thằng em nó mua vừa kia bán lại. Mà một cái đến nay 5.000 cái. Ngày nay mà mắc. Nay chỉ có khẩu trang mà là giờ đắt nhất. Ba trái mận. Ủa vậy đủ chưa ta? Trái xoài xanh. Tí cho muối với cho mắm nha. Khoái ăn mắm nha. Xoài ngọt hoặc ăn mắm hả? Hết ăn mắm à. Như có mắm nghe em thơm. Còn 8.000 có bán cái này không? Có à, cái đó nó mất không à? Chỗ khác bán 15, 17, chị bán 12. Ừ. 12 vậy chắc lấy luôn chứ, chắc đủ rồi nè. Đâu nãy còn mấy ngàn nữa chắc đủ rồi. Đi lấy cho em một lạng nữa đi. Mắm nghe bốc mùi thơm. Mắm nghe chả lắc nha. Nó lâu lâu phải ăn trái cây vô. Bắt đầu lâu lâu cái thèm trái cây rồi. Đủ luôn không? Rồi, cảm ơn chị.